Chào bạn nhé, hôm nay mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn dòng ghế ba cao cấp 304 mẫu Manly bên mình cho các bạn xem nhé. Ghế này thì các bạn có thể xoay được 360 độ các bạn ạ, và nâng lên hạ xuống từ 54 đến 80 cm nhé. Mỗi mình đang ngồi là thấp nhất là 54 này, cao nhất là 80 nhé mọi người nhé. Ghế này thì ngồi rất chi là êm các bạn nhé. Đây mình người mẫu cho các bạn xem. Đây, đệm của nó rất chi là êm này, tựa lưng thoải mái này, đặc biệt là có hai cái để tay này rất chi là tiện nhé mọi người nhé. Ghế này có thể chịu được sức nặng lên đến 200 cân đấy mọi người ạ. Bây giờ đến gần đây mình sẽ quay chi tiết từng màu cho các bạn xem nhé. Đây là màu trắng bên mình này các bạn thấy không? Từng đường kim này, mũi chỉ này, độ hoàn thiện sản phẩm rất chi là cao nhé. Đẹp này. Hai bên để tay này. Cái tựa lưng của nó này. Đằng sau của ghế này. Còn đây là màu nâu nhé. Ngoài hai màu mình đang quay ra thì mình đăng màu nào thì đều sẵn màu đấy đấy các bạn ạ. Ở đây thì mình quay tạm hai màu để cho các bạn tham khảo video cũng như chất lượng sản phẩm bên mình thôi các bạn nhé. Chân của ghế bên mình này là inox 304 nhá mọi người nhá. Rất chi là chắc chắn nhá mọi người. Hàng mình quay như thế nào các bạn sẽ nhận hàng y như vậy nhá. Mình chỉ muốn giới thiệu qua sản phẩm một đoạn vậy thôi. Mình cảm ơn các bạn. Mình chào các bạn.